Shop Hoa Lan đường Bản Đôn đến Nhi xin chào tất cả các anh chị, cô dì, chú bác yêu Hoa Lan trên toàn quốc nhé. Phiên tối nay em lên cho các bác vài số đơn hàng. Bác nào mà chốt hàng nào thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em nhé. Và em sẽ đến đơn hàng đầu tiên là một cây cho lá mít cực kỳ đẹp luôn này các bác này, lá dày, lá ngắn, cây này cho các anh chị chơi hoa năm nay luôn. Bác này yêu con lá mít dày nguyên bản như thế này, em để giá là 120k thôi. 120k con nguyên bản lá mít xịn sò, lá ngắn, bản lá to như thế này các bác nhé. Bác này yêu hình đầu tiên, hình số 1, đây ngọc hoa cũ của nó này. Năm 2021 là các bác chơi hoa cây này, cây nguyên bản lá mít trao chuẩn vùng miền của Buôn Đôn nhé. Bác nào chốt hình số 1, hình đầu tiên là 120k. Bác này yêu hình 1 nha. Và tiếp tục là hình số 2 các bác ạ. Hình số 2 là em có một cây trâu lá mít vàng cực kỳ xinh luôn. Rất là xinh luôn, vàng bóng luôn nha các bác nhá. Vàng bóng luôn này. Cây cực kỳ đẹp luôn, nguyên bản này. Đó, cây này nó còn dính rễ nha. Đây, nguyên bản lá mít chấm tím này. Cây cực kỳ đẹp, lá vàng, lá mít vàng này. Bác này yêu con này. Đây, một cây này, lá mít rất là xinh. Bác nào chốt con này em để giá là 100k nhá. 100k con này. Bác này yêu hình số 2 giùm em. Và hình số 3. Hình số 3 là em có một khúc nguyên bản rất là to luôn các bác nhá. Một khúc nguyên bản cực kỳ to, xịn sò luôn này, lá mít bóng luôn. Đó, cây cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Cây này là các bác chơi tới khi rụng răng luôn này. Đó, nguyên bản như thế này. Tuy là khúc lụa của nó to nhưng mà các bác chơi rất là lâu năm nha các bác nhá. Chơi rất là lâu năm, nguyên bản như thế này cực kỳ VIP luôn. Cây này là nó mọc vào cây cà chít nha. Cây cực kỳ đẹp luôn, nguyên bản rất là xịn sò, lá mít này, không bị lối lá, cây cực kỳ chất luôn. Bác này yêu con này em để giá là 350k. 350k con này nha các bác nhá. Bác nào chốt hình số 3 giùm em này. Hình số 3 là 350k. Và hình số 4. Hình số 4 em có một cây, hai cây này. Đó, cây lá mít chấm tím, một cây lá mít nó cực kỳ đẹp luôn, xanh, nhưng mà cái hàng cái lá bên này là bị con sâu nó ăn miếng lá này thôi. Đó, hai cây này. Hai cây này. Em kiếm con nào cho đủ 3 cây đi. 3 cây này. Đây, cây này lá mít rất là đẹp. Được cây này thì phải được cây kia thôi các bác. 3 cây đẹp như thế này. Bác nào chốt đây này em để giá 100k này. 100k. Bác nào yêu hình số 4 giùm em nhé. Hình số 4 này. 100k này. Và hình số 5 các bác ơi. Đến đơn số 5 là em có một cây lá xếp, cây lá kiếm, cây to luôn. Cây rời này các bác nhé. Cây rời, cây lá kiếm to này. Đó, cây cực kỳ đẹp luôn. Bác nào chốt cây này em để giá là 220k. 220k cây lá kiếm này nhá. Đó, lá của nó như kiếm luôn các bác này. Cây rất là đẹp, cây to nhá. 220k. Bác này yêu hình 5 giùm em này. Sai rổ thế. Và tiếp tục là hình số 6 các bác này. Hình số 6 là em có cây quế tím rụt rịt này. Đó, cây quế tím rụt rịt, cây cực kỳ khủng luôn. Đó, cây này là cây móc câu nhá. Về các bác treo lên như thế này này, trồng này. Trồng các bác treo lên như thế này. Cây này là 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cặp lá này. Đó, 6 cặp lá, cây cực kỳ rụt, cực kỳ khủng luôn, cây to này. Về các bác treo lên như thế này. Cây này sau này nó đẻ ra được cây con quế khủng, quế VIP luôn các bác này. Quế rụt rịt luôn nha. Bác nào chốt quế này 150 này. 150, bác nào yêu quế này là 150k hình số 6. Số 6 ta. Đây, số 5. Số 6 này. Hình số 6 nha các bác nhé. Rồi tiếp tục là hình số 7. Một lúc ơi. Hình số 7 là em có một cây lá mít cực kỳ đẹp luôn. Cây lá rất là to luôn các bác này. Như mít su luôn, lá cực kỳ to và tròn, lá mít rụt luôn nhá. Cây cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Đó. Cây rất là VIP luôn này. Đây. Bác này yêu con này em để 280 này. 280k cây bản lá mít, lá rụt như mít đồng xu như thế này, cây cực kỳ đẹp. Bác này chốt con đẹp như thế này 280 nhá. Bác này yêu hình 7 giùm em. Hình số 7 giùm em. Và hình số 8 các bác. Thêm hình số 8. Một cây này, lá mít xịn sò luôn. Một cây này, hai cây này. Đó. Ba cây này. Ba cây này. Bốn cây này. 5 cây này, đó. 5 cây này, 5 cây toàn hàng đẹp luôn các bác nhé. Đây, 1 cây, 2 cây, 3 cây mít rồi nha. 3 cây mít đẹp này. Cộng 2 cây lá xếp này. 2 cây xếp cực kỳ đẹp, 5 cây to. Bắt đầu chốt đơn này em để giá là 220k đơn này nhé. 220k là quá rẻ luôn. Đó. Bắt đầu chốt hình 8 giùm em nhé. 8 ta. Hình 8 giùm em. 220k. Tiếp tục hình số 9 các bác ơi.
Đến số 9, một cây, hai cây này, hai cây mít cực kỳ đẹp luôn này. Đó, hai cây to, hai cây mít này. Hai cây mít này. Bắt đầu chốt hai cây to, hai cây mít này em để giá là 250k hai cây này nhá. 250 hai cây khủng, hai cây vít to như thế này lá mít nha bác nhá. Hai cây to, hai cây lá mít 250k. Bắt đầu yêu hình 9 giùm em này. Và hình số 10. Hình số 10 là em có một cây quế khủng này, quế mẹ bồng con nhá. Đây cây con của nó này, cây quế khủng mẹ bồng con, lá mít bản lá to 1 2 3 4 5 6 cặp lá, cả cây lá ngọn nhá, cả lá ngọn là 6 cặp lá, cây mẹ bồng con này. Đó, bác nào chốt quế khủng này. Đây quế khủng, quế vip như thế này, bác này yêu con quế này 150 nhá. 150 quế khủng này nha các bác nhá. Đó, đơn sắc này. Bác nào yêu hình này, số 10 giùm em. Hình số 10 nha, 150. Tiếp tục hình 11 các bác. Đi đã. Cây quế rất là rụt luôn, cực kỳ vip luôn các này. Đó, lá của nó cực kỳ rụt luôn. Nhìn chẳng khác gì hoàng nhạn đâu. Mấy đứa nó cứ tưởng là cây này là hoàng nhạn. Cây này mà hoàng nhạn là cây này quá vip luôn á. Cây này cây quế nhá. Cây quế rụt cực kỳ đẹp, hàng chuẩn đẹp luôn. Hàng chuẩn rừng vùng miền của bên em. Bản lá siêu to, lá mít rụt rịt. Bên này yêu con này em để giá 150 luôn này. 150. Các bác đừng có so sánh là hàng đắt hay là hàng rẻ này kia, chứ còn hàng đẹp thì cái giá nó phải vậy thôi, còn hàng xấu thì cái giá nó xấu, hàng đẹp thì giá nó đẹp các bác nhá. Chuẩn hàng rừng thì cái giá nó phải vậy, chứ em đâu phải là mua hàng là công nghiệp này kia về bán cho các bác đâu. Em bảo đảm chuẩn 100% là hàng rừng mới cắt từ rừng về cho các anh chị luôn. Đó, hàng rừng hoa cực kỳ thơm luôn các bác nhá. Bác này yêu hình số 11 giùm em là 150 này. Và hình số 12 các bác. Số 12 là em có một khúc cẩm cù này, rất là đẹp này, một cây này, đó. Giáng hương tam bảo sắc là một gốc, mẹ bồng con nhé, mẹ bồng con, giáng hương tam bảo sắc, mẹ bồng con với lại cây cẩm cù này. Bắt đầu chốt đơn này em để giá là 120k này, 120 đơn này nhá. Bắt đầu chốt đơn này là 120k này, 120, bắt đầu yêu hình 12 dùm em nhá, hình 12. Hình 13 các bác, cây rất là to luôn bác nhé. Cây lá xếp rất là to, một cây này. Đó. Hai cây này. Đây, hai cây to này, bác này chốt hai cây to, cây vip lớn này. Bác này chốt đây này em để giá là 250 nha. 250. Hình thế này. Hả? Hình số sao? Đây là hình 13 nha các bác. Hình 14, em có một khúc nguyên bản này lá mít này. Khúc nguyên bản lá mít rất là đẹp luôn. Một cây này. Rồi một cây rời to, lá mít cực kỳ xinh luôn. Bắt đầu chốt cặp này em để giá 250 tiếp theo nhá. Toàn là cây to, cây bự luôn các bác. Về các bác chia ghép này. Đó, các bác thích các bác ghép hai cây như thế này luôn. Quá đẹp luôn, 250 này. Bắt đầu yêu hình 14 giùm em. Hình 14 các bác nhá. Rồi em sẽ đến đơn hình 15 là quế tiếp theo là một cây này. Đó. Một quế này. Hai quế này, quế toàn to to đẹp đẹp không các bác này. Bác không lấy thì quá tiếc luôn. Ba quế, ba nguyên bản này. Bốn nguyên bản này. Bốn nguyên bản này. Năm nguyên bản này, năm nguyên bản toàn nguyên bản to nha. Toàn đẹp luôn, một thiệt. Sáu nguyên bản này, đó, bác nào chốt đây này. Sáu khúc nguyên bản quế đẹp như thế này, bác nào chốt đây này em để giá là 150k đây này nhá. 150 quế toàn đẹp luôn các bác, quảng toàn quế to này. Đó, quế này là quế to, quế đẹp luôn nha. Bác nào yêu hình 15 giùm em này, 150 này. Thank you.
không phạt đi. Vẫn ao cả đỉnh bông. Ừ. Tiếp tục là hình 16 các bác, là hình cuối cùng. Ừ. Một cây này, toàn quế lớn nhá, quế rời lớn luôn này. Hai cây này, hai cây to này, ba cây to này, bốn cây, năm cây và sáu cây to này. Đó, sáu cây to, quế rời, quế đẹp như thế này, bác đầu chốt lên này 100k. Đây là hình cuối cùng của em. Trên tới nay em chỉ có đơn hàng đấy, các bác nào mà chốt lên đơn thì cứ liên hệ trực tiếp qua số của em nhé. Em xin chào toàn thể các bác nha.